gốc âm nhạc của em. Trong tiết học này, các con sẽ cùng cô tìm hiểu 5 nội dung học tập. Các con hãy chú ý vào từng nội dung để chúng ta có câu trả lời và ôn tập thật tốt nhé. Và bây giờ cô mời các bạn chúng ta hãy đến với từng nội dung học tập. Cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho bài tập 1. Câu hỏi: sự vật nào có thể phát ra âm thanh? Đối với bài tập này, người ta yêu cầu các con tìm ra những sự vật phát ra âm thanh trong 3 hình ảnh dưới đây. Hình ảnh thứ nhất, đó là hình ảnh của chiếc xe ô tô. Cô có một gợi ý nhỏ cho các bạn dễ trả lời. Khi chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường, bất ngờ gặp một chướng ngại vật, chiếc xe ô tô sẽ làm gì đầu tiên? Có phải là xe ô tô sẽ nhấn còi không các bạn? Như vậy thì tiếng còi xe ô tô vang lên sẽ như thế nào nè? Đó là tiếng còi của xe ô tô. Bây giờ các bạn cùng cô quan sát hình ảnh số 2. Hình ảnh số 2 đó là hình ảnh của một chú gà trống. Cô có một gợi ý nhỏ các bạn lắng nghe. Vào một buổi sáng khi bình minh ló dạng, chú gà trống sẽ làm công việc gì để báo cho mọi người biết rằng một ngày mới đã bắt đầu và các bạn nhỏ cùng nhau đi đến trường? Có phải là chú gà trống sẽ gáy lên không nè các con? Như vậy thì tiếng gáy của chú gà trống sẽ như thế nào nè? Đó là tiếng của chú gà trống gáy phải không nè? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình ảnh số 3 nhé. Đó là hình ảnh của một bình hoa. Như vậy thì theo các con, bình hoa có phát ra âm thanh không nè? Bây giờ cô sẽ cho các bạn thời gian để các bạn suy nghĩ, đưa ra câu trả lời chính xác cho bài tập số 1. Thời gian của các bạn bắt đầu. Rồi, các bạn có câu trả lời chưa nè? Câu trả lời của các bạn là gì nào? Sự vật có thể phát ra âm thanh đó là chiếc xe ô tô và chú gà trống. Dĩ nhiên là bình hoa sẽ không thể nào phát ra âm thanh đúng không nè các con? Như vậy thì bạn nào có câu trả lời giống đáp án của cô đó là chiếc xe ô tô và chú gà trống thì bạn đó có đáp án đúng và cô rất là khen những bạn có đáp án đúng. Còn những bạn chúng ta chưa trả lời đúng cho câu hỏi của bài tập số 1 thì các con cố gắng hơn ở bài tập số 2 nhé. Bây giờ cô mời các bạn cùng cô bước sang bài tập số 2 nào. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau thực hành bài tập số 2 nhé. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta gì nào? Nhìn và gõ thanh phách theo mẫu. Cô sẽ hướng dẫn cho các con chi tiết. Các bạn chú ý lắng nghe cô nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ đọc nốt đen bằng âm ta. Và chúng ta sẽ đọc dấu lặng đen bằng âm ừm. Tiếp tục cũng vẫn là như thế. Ta ừm. Dễ không nè các bạn? Bây giờ các bạn đọc theo cô nè. Ta ừm. Ta ừm. Chúng ta thực hiện lại lần nữa nha. Ta ừm. Ta ừm. Các bạn giỏi lắm. Bây giờ cô và các con cùng cầm phách lên nào. Các bạn sẽ nghe cô thực hiện mẫu nhé. Trước khi cô thực hiện, cô có một hướng dẫn cần các bạn lưu ý. Các bạn chỉ gõ phách vào nốt đen đó là chữ ta. Và chữ âm các bạn sẽ mở bàn tay ra không gõ. Rồi các bạn lưu ý được chưa nè? Bây giờ các bạn sẽ nghe cô thực hiện mẫu lần thứ nhất. Các bạn nghe cho kỹ nhé. Ta âm. Ta âm. Cô sẽ thực hiện lại lần nữa, các bạn lắng nghe nhé. Ta âm. Dễ không nè các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mời các bạn cầm phách lên và thực hiện theo cô. Chúng ta từ từ thì chúng ta sẽ làm rất là tốt. Các bạn từ từ thôi, chúng ta không có gì gấp gáp hết. Và bây giờ cô sẽ đếm nhịp, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện mẫu
gõ thanh phách này. Cô bắt đầu đếm nhịp nhé. Một, hai, ta, ầm. Mời các bạn thực hiện theo cô lại một lần nữa xem nào. Ta, ầm. Các bạn rất là giỏi. Các con nhớ luyện tập thêm ở nhà một tiết tấu này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Mời các bạn đi cùng cô đến bài tập nào. Bài tập 3. Chỉ ra hai vận động cơ thể mà em đã học. Bài tập 3 yêu cầu các con sẽ xem những cái hình ảnh cụ thể và chỉ ra những hình ảnh nào, những cái vận động nào mà các con đã được học rồi. Hình ảnh thứ nhất đó là hình ảnh vỗ tay. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh vỗ chân. Và hình ảnh cuối cùng đó là hình ảnh dậm chân. Bây giờ cô sẽ cho các bạn thời gian để suy nghĩ xem hình ảnh nào chúng ta đã học rồi và những hình ảnh nào chúng ta chưa được thực hiện. Thời gian bắt đầu. Rồi, đã hết thời gian. Vậy các bạn có câu trả lời cho bài tập số 3 chưa nè? Các bạn nhìn lại xem coi nào. Đó là hai vận động nào con? À, đó là hai vận động vỗ tay và vỗ chân con đã học rồi. Còn vận động dậm chân các bạn chưa được học. Bạn nào có đáp án giống như cô nào? Rất là nhiều bạn có đáp án giống cô phải không nè? Cô có lời khen đối với những bạn có đáp án giống cô. Những bạn chúng ta chưa có đáp án giống cô, các bạn cố gắng hơn ở bài tập số 4 nhé. Cô và các bạn cùng nhau đi đến bài tập số 4. Mời các bạn. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau giải bài tập số 4 nhé. Câu hỏi của bài tập 4 là: chọn hình ảnh miêu tả nội dung của bài hát Tiếng Trống Trường Em. Và bài tập số 4 này cũng là một bài tập rất là thú vị, bởi vì các con sẽ được nghe rất nhiều âm thanh vui tai. Bây giờ cô sẽ cho các bạn 3 hình ảnh để các bạn gợi nhớ lại xem hình ảnh nào là hình ảnh mà các bạn đã thấy xuất hiện trong cái bài Tiếng Trống Trường Em rồi. Hình ảnh số 1 là hình ảnh của một người thầy đang cầm chiếc dùi gõ vào mặt của một cái trống cái. Hình ảnh này có quen không nè? Hình ảnh này các bạn hình như là gặp ở đâu đó rồi và gặp rất là thường xuyên, gặp mỗi ngày. Bây giờ các con sẽ nghe cho cô âm thanh của cái trống cái vang lên như thế nào nhé. Nghe có quen thuộc không nè? Các bạn đã nghe tiếng trống này ở đâu rồi ta? Các bạn tự suy nghĩ lại xem, nhớ lại xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang hình ảnh số 2. Hình ảnh số 2 đó là hình ảnh của một bạn trai đang vỗ vào hai cái mặt trống. Và cái trống này người ta gọi là trống cơm. Đây là một loại nhạc cụ dân tộc và thường xuất hiện, thường được diễn tấu ở vùng núi Tây Nguyên của đất nước ta. Bây giờ cô mời các bạn lắng nghe cùng cô tiếng trống cơm. Mời các bạn cùng nghe nào. Rồi, các bạn nghe như thế nào? Tiếng trống cơm nghe rất là vui tai đúng không nè? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hình ảnh số 3. Hình ảnh số 3 đây là hình ảnh của một bạn gái đang chơi một chiếc đàn tơ rưng. Đây là một loại đàn cũng xuất hiện ở miền núi Tây Nguyên nước ta và nó còn được gọi là nhạc cụ dân tộc. Cô mời các bạn cùng nghe với cô tiếng đàn tơ rưng xem như thế nào, xem nó có hay không nè. Nghe thấy sao nè? Nghe giống như là
Tiếng suối chảy trên núi nghe róc rách róc rách róc rách, nghe rất là nhộn nhịp vui tai đúng không các bạn? Như vậy thì sau những cái gợi ý của cô mong rằng các bạn sẽ tìm ra được một cái câu trả lời thật là chính xác cho bài tập số 4. Bây giờ là thời gian 10 giây để các bạn suy nghĩ đáp án trả lời. 10 giây bắt đầu. Hết giờ rồi, các bạn có câu trả lời cho cô chưa nào? Hình ảnh miêu tả nội dung của bài hát Tiếng Trống Trường Em đó là hình ảnh người thầy cầm chiếc dùi và gõ vào mặt trống cái. Như vậy thì đây là hình ảnh quen thuộc lắm đúng không các con? Các con đã từng thấy mỗi ngày khi chúng ta đến trường học, vào đầu giờ bắt đầu tiết học chúng ta cũng nghe tiếng trống trường, vào giờ ra chơi chúng ta cũng được nghe tiếng trống trường và giờ ra về chúng ta cũng được nghe tiếng trống trường. Và hình ảnh tiếng trống trường này xuất hiện trong bài hát Tiếng Trống Trường Em, đó là đáp án chính xác. Và bạn nào trả lời đúng như đáp án của cô có nghĩa là bạn đó đã có đáp án chính xác. Cô rất là khen những các bạn nào trả lời đúng. Những bạn nào chúng ta chưa trả lời đúng, ta cố gắng hơn nha các con. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cô để đến phần cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Các bạn đi theo cô nào. Cô và các con sẽ cùng nhau tổng kết lại chủ đề số 1 âm thanh ngày mới. Xem chúng ta đã học được bao nhiêu hoạt động âm nhạc và hoạt động nào là hoạt động làm cho các con thích nhất, tạo cho các con ấn tượng nhiều nhất. Cô sẽ có những gợi ý, gợi nhớ để các con lựa chọn. Hoạt động số 1, nghe truyện kể buổi sáng của Sơn Ca. Hoạt động số 2, học hát tiếng trống trường em. Hoạt động số 3, nhạc cụ thanh phách và vận động cơ thể. Và hoạt động cuối cùng đó là nghe hát bài quốc ca Việt Nam. Như vậy thì các bạn nhỏ ơi, cho cô biết xem trong chủ đề 1 này hoạt động nào mà các con thích nhất. Cô biết có những bạn chúng ta sẽ thích được nghe chuyện kể buổi sáng của Sơn Ca phải không nào? Cũng có một số bạn chúng ta sẽ thích được học hát bài hát Tiếng Trống Trường Em. Cũng có một vài bạn chúng ta lại thích sử dụng phách tre để có thể tự gõ nhịp, để có thể đệm cho bài hát của mình. Hoặc là chúng ta có thể dùng bộ gõ cơ thể để chúng ta đệm cho bài hát của mình. Và cũng có rất là nhiều bạn, theo như cô thấy thì rất nhiều bạn chúng ta lại thích nghe hát bài quốc ca Việt Nam. Và khi các con nghe giai điệu của bài quốc ca Việt Nam được cô giáo mở lên thì các con rất là hào hứng và các con luôn nhẩm theo giai điệu của bài quốc ca một cách rất là sôi nổi. Như vậy thì bây giờ cô sẽ mời các con cùng cô hát lại giai điệu của bài quốc ca Việt Nam các con nhé. Buổi học của cô và các bạn đến đây đã kết thúc rồi. Hôm nay các con học rất là tốt, học rất là giỏi, các con rất ngoan. Tạm biệt các bạn nhỏ của cô nhé. Chúc cho các con luôn chăm ngoan và học giỏi, luôn biết vâng lời ông bà cha mẹ của mình. Chào tạm biệt các con.